là người trẻ với đam mê thích xê dịch. Trên chặng đường phiêu lưu tới những vùng đất mới, ngoài những tấm ảnh chạm tới lòng người, chàng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi Lê Quang Long còn thắp sáng những mảnh đời khó khăn bằng những dự án thiện nguyện vô cùng ý nghĩa. Mình là Lê Quang Long, sinh năm 1993, một người con quê Quảng Nam. Trong cái hành trình thì cũng không có gì ngoài những cái chuyến đi và cái sự kết nối giữa cộng đồng với lại vùng cao. Trong cái hành trình của mình cho tới hôm nay thì đã trải qua cũng rất là nhiều cái gọi là để mình phải suy nghĩ lại về bản thân. Nhưng mà để nói về cột mốc thì mình suy nghĩ được sẽ có hai cột mốc chính đối với mình. Đó là cái khoảng thời gian mình phải suy nghĩ để mình dừng lại việc học đại học để mình tiếp tục với lại con đường đam mê của mình. Cái thứ hai nữa thì là những cái chuyến, một cái chuyến đi nó thay đổi cách nhìn nhận của Long về con người, thay đổi cách nhìn nhận của Long về cuộc sống và thay đổi chính con người Long. Con mình là một con người rất hoạt bát, rất là kiểu như là vui thì sẽ học, có bạn bè thì sẽ học. Nhưng mà khi môi trường nó thay đổi quá nhiều thì làm mình bị gò bó trong một không gian và có thể gọi là hơi tự kỷ một tí xíu. Thì lúc đó thì mình mới suy nghĩ được, mình phải ra ngoài xem để xem thử bên ngoài nó có những cái gì và cái con đường tiếp theo của mình nó có cái gì nó phải thay đổi hay không. Thì lúc đó thì mình bắt đầu với những chuyến đi. Chuyến đi mà để lại nhiều cái cảm xúc nhất của mình vẫn là một chuyến đi về Hà Giang. Đó là một chuyến đi 34 ngày, một chuyến đi mà mình phải đánh đổi bằng tất cả rất là nhiều thứ. Và cái ngày cuối cùng là mình ở Hà Giang với 14.000 trong túi và phải đi làm phụ hồ thuê để tiếp tục cái chuyến hành trình của mình. Đó là những cái cột mốc rất đáng nhớ. Thì lúc đó thì mình có được một cái sự trải nghiệm với người dân ở đó, thì mình cảm giác được con người và cái văn hóa ở đây nó quá là tốt. Thì lúc đó thì mình chỉ nói chuyện, chỉ làm chung với người ta, nhưng mà cảm giác được mình đi bắt đầu hòa nhập được với cuộc sống ở đó và mình cảm thấy nó sẽ rất là vui, nó sẽ có nhiều điều để lại cho mình. Và đó chỉ là một trong những cái khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi đó thôi. Còn cái chặng đường từ lúc mình bắt xuất phát từ Sài Gòn mình đi thì nó là một cả nguyên một quá trình để cho mình thôi thúc mình phải đạt được cái đam mê của mình. Trong cái hành trình của mình đã đi thì những cái gọi là cảm xúc và con người và văn hóa nó là đã đúc kết nên cho mình một cái góc nhìn. Nên từ đó thì mình bắt đầu chuyên đi tìm những cái câu chuyện hơn là đi tìm những tấm hình. Và vô tình những cái câu chuyện qua những tấm hình đó nó lại chạm đến cảm xúc của nhiều người. Mình cảm thấy được thì muốn chụp một cái tấm hình gì đó qua một cái lăng kính thì mình phải hiểu được, mình phải nắng nó rất là kỹ, dù nó không chỉnh chu, dù nó không phải là nó sẽ là hoàn chỉnh, nhưng mà nó sẽ có cảm xúc, nó sẽ có một cái câu chuyện ở trong đó. Thì hình ảnh đối với Long, hình ảnh video đối với Long thì nó là một cái câu chuyện, không phải đơn thuần chỉ là một cái tấm hình đó. Thì qua đó thì Long vẫn cảm nhận được sâu sắc hơn về con người, về cảnh sắc và cuộc sống ở nơi đó hơn. Thì trong cái hành trình của Long á, gọi là làm thiện nguyện thì tự bản thân làm cũng có, một nhóm làm cũng có, và Hy Động và nhiều nhóm cùng làm cũng có. Từ thời điểm 2020 này, tháng 11 này thì mình bắt đầu hỗ trợ bà con miền Trung lũ lụt á, lúc đó là 43 ngày á, từ cái lúc mà bắt đầu lũ lụt cho tới ngày kết thúc. Đó cũng là một cái gọi là cái đợt lũ lụt lịch sử ở trong miền Trung luôn. Đó thì đó cũng là một cái chuyện rất là đáng nhớ. Sau đó thì đến 2021 thì bắt đầu mình chính thức gọi là phát động cái bữa ăn cơm trưa cho các bạn nhỏ vùng cao á. Do những cái quãng đường đi học khá là xa, các em ở trên vùng cao thì cũng không có được một cái điều kiện tốt. Các em thường sẽ mang màng máng đến trường để học, các em có, các em không vậy đó. Và khi mà buổi trưa các em nghỉ, các em đi về lại nhà học, không có cơm trưa á,
thì các em thường sẽ bỏ dở cái việc học vào buổi chiều, thì nhận thấy những cái đó gọi là những cái rất là bất cập. Đó, thì bây giờ thì Long đang mở ra một dự án gọi là cũng là bữa cơm trưa, nhưng mà đó là dự án con nuôi, thì có nghĩa là mình sẽ chạy song song luôn. Những cái người tham gia dự án thì mọi người có thể gọi là kết nối trực tiếp được với em bé đó để xem được cái sự phát triển của em, xem được sự thay đổi của em hàng ngày. Đó, thì Long cảm thấy cũng rất là ý nghĩa đó với dự án này. Tiếp tục thì Long cũng đang mở những cái chuyến gọi là kết nối được cộng đồng với lại vùng cao. Thì sau 6 chuyến mà Long đã tổ chức, cảm giác được thì mọi người hiện tại là đang chung tay vào để làm cái vấn đề của nhóm mà đang làm. Thì mọi người đã hiểu được cái câu chuyện ở trên đó. Không phải là qua Long, qua những báo đài, qua LinkedIn, nhưng mọi người là những người trực tiếp đã tham gia ở trên đó. Thì Long cảm giác được thì những cái chuyến này nó sẽ rất là ý nghĩa và sẽ mang lại một cái điều gì đó tốt đẹp hơn cho vùng cao. Khi mà phát động một cái chương trình gì thì quỹ không bao giờ tồn động. Có nghĩa là khi phát động thì tụi Long đã làm chạy song song, quỹ tới tụi Long làm, thì cái số tiền không bao giờ động lại hết. Ví dụ như hôm nay Long phát động một dự án áo ấm, thì hiện tại thì trên cái hành trình đó mình đi phát chứ không phải là dồn lại một số tiền lớn xong rồi mình mới đi phát. Người dồn một lần một người làm, thì cái việc quản lý số tiền nó lại rất là phức tạp, và thu chi thì nó lại rất là mệt nữa. Còn tụi Long thì sẽ chạy hành trình xuyên suốt vậy đó. Ví dụ như sẽ có tiền phát, nên là số tiền không bị động lại, không bao giờ động lại. Nên cái việc gọi là thu chi như thế này thì Long cảm giác được đối với Long và nhóm thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng và nó sẽ rất là minh bạch. Trong suốt cái cuộc hành trình của Long thì Long cảm giác được trải nghiệm nó rất là đẹp. Những cái gì mà mình đi, những cái gì mình thấy, những cái gì mình chạm được ở bên ngoài thì nó sẽ rất là hay hơn là qua báo đài. Các bạn có thể là mình làm sao để mình trang hòa được giữa cuộc sống và công việc và những cái chuyến đi vùng cao, những chuyến trải nghiệm, thì các bạn sẽ đôi khi công việc mình lại tốt hơn, đôi khi bạn lại thấy được nhiều cơ hội hơn, đôi khi bạn có thể được thấy cuộc cảnh, thấy cuộc sống mình vui hơn. Thì Long suy nghĩ các bạn cứ đi thì các bạn sẽ hiểu được ở trên những cái hành trình của các bạn, sẽ các bạn tự đi các bạn sẽ hiểu được các bạn nên làm gì và cần làm gì. Tại vì lúc đó thì các bạn sẽ cảm nhận được, sẽ trải nghiệm được cái những cái thứ ở trên vùng cao, những cái điều đặc biệt của vùng cao. Thì Long vẫn khuyên các bạn, nếu có thời gian, nếu cân đối được công việc, các bạn nên đi trải nghiệm ở những vùng cao. Thay vì những chuyến du lịch check-in, các bạn nên vào những vùng xa hơn, trải nghiệm văn hóa và con người ở vùng đó hơn. Nhân dịp năm mới thì Long cũng chúc các bạn trẻ, chúc toàn thể khán giả có một cái mùa Tết an lành, nhiều sức khỏe.